Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tiễu trừ Cộng sản, Mỹ cấm cửa 14 quan chức cấp cao của Trung Quốc. Vào hôm 7 tháng 12 năm 2020, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố hàng loạt trừng phạt mới nhắm vào 14 giới chức cấp cao của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc áp đặt luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, làm xói mòn quy chế tự trị của đặc khu. 14 quan chức cùng các thành viên trong gia đình họ sẽ không được phép đặt chân đến Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh trưởng cơ quan hành chính Hồng Kông, Lương Chấn Anh bên trái và các đại biểu khác chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình sau khi bế mạc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 5 năm 2020. Bộ Tài chính Mỹ cũng phong tỏa tài sản nếu có của các đương sự tại Mỹ, cũng như không cho phép các đương sự sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh là các biện pháp này cho thấy Hoa Kỳ đang tiếp tục cùng các đồng minh và đối tác buộc Bắc Kinh phải trả giá cho những hoạt động của họ, quyết định làm xói mòn quy chế tự trị được hứa hẹn cho người Hồng Kông. Thông tín viên Stephen vào hôm 8 tháng 12 năm 2020 đã tường trình từ Bắc Kinh như sau. Không phải là hình ảnh của cảnh sát mà là hình ảnh của các giới chức cao cấp Trung Quốc được đưa lên tweet vào đêm hôm nay, 14 người, 13 nam và 1 nữ. Tất cả đều mang chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc. Nói cách khác, đây là các giới chức cao cấp trong hệ thống quyền lực của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có các ủy viên Bộ Chính trị, Vương Thần hay Tào Kiến Minh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Theo Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đây là những người chịu trách nhiệm về các hành động tấn công liên tục vào tiến trình dân chủ ở Hồng Kông. Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng trừng phạt các giới chức của chế độ Bắc Kinh. Mới đây, lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã than phiền với đài BBC là các biện pháp của chính quyền Mỹ giới hạn sử dụng thẻ tín dụng khiến cuộc sống của bà lâm vào tình thế khó khăn. Kể từ giờ, lãnh đạo của Hồng Kông phải nhận một phần lương tháng bằng tiền mặt do các trừng phạt phi lý. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ không chỉ nhằm vào túi tiền của các quan chức mà còn liên quan đến tài khoản của con cái tầng lớp chóp bu của chế độ đang học tập tại Hoa Kỳ. Vào hồi tháng 7 vừa qua, ba đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trừng phạt về vai trò trong chiến dịch đưa vào trại cải tạo hàng trăm ngàn người Duy Ngô Nhĩ. Đây là hình ảnh Trung Quốc đã cho vào xây dựng hàng loạt các trại tập trung ở Tân Cương, giam giữ bất hợp pháp hàng trăm ngàn người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Các đối tượng bị trừng phạt cùng gia đình không được phép vào lãnh thổ của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng hứa hẹn sẽ trả đũa. Tuy nhiên, hiện giờ Bắc Kinh đang chờ tân chính phủ chính thức kế nhiệm tại Nhà Trắng. Trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, người dân mạng tự coi là người yêu nước đã nhận xét là cho dù Hoa Kỳ đóng cửa với các lãnh đạo Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc cũng sẽ sớm đưa một phi hành gia lên mặt trăng. Trong danh sách trừng phạt nói trên, các nhà quan sát ghi nhận không có tên ông Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và ngay lập tức đã có thêm 8 nhà đấu tranh Hồng Kông bị bắt. Chỉ ít giờ sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành trừng phạt mới với nhiều lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc, có thêm 8 nhà đấu tranh Hồng Kông bị bắt. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, trong đợt bố giáp mới theo luật an ninh quốc gia ban hành hồi tháng 7. Theo hãng tin AFP, trong số các nhà tranh đấu bị bắt có ông Lương Quốc Hùng với biệt danh là Lương Tóc Dài, ông Hồ Chí Vĩ, cựu lãnh đạo Đảng Dân Chủ, Đảng Đối lập chính tại Hồng Kông, cựu nghị sĩ Chu Khải Định và nhà đấu tranh Trần Hạo Hoàn. Cảnh sát Hồng Kông thông báo những người này bị tình nghi đã tổ chức một cuộc tập hợp không được phép vào ngày 1 tháng 7. Tức là chỉ một ngày sau khi luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực tại Hồng Kông. Vào ngày 1 tháng 7, hàng ngàn người Hồng Kông đã xuống đường phản đối luật này, đòi dân chủ cho đặc khu, hơn 370 người bị bắt vào ngày 1 tháng 7. Theo giới quan sát, việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia mới đã báo tử quy chế bán tự trị của Hồng Kông. Đây là hình ảnh tỷ phú Jimmy Lai bị cảnh sát áp giải trong cuộc biểu tình ngày 11 tháng 10. Vào hôm thứ Năm tuần trước, tỷ phú Jimmy Lai, 73 tuổi, một gương mặt nổi tiếng trong giới tranh đấu đã bị tạm giam. Cũng hồi tuần trước, ba gương mặt trẻ tiêu biểu cho phong trào dân chủ, trong đó có Hoàng Chi Phong cũng bị kết án tù giam. Liên Hợp Châu Âu không loại trừ các biện pháp trừng phạt mới
vào hôm 7 tháng 12 năm 2020, lãnh đạo ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell lên án tình trạng tự do đã bị đàn áp ở Hồng Kông và không loại trừ các biện pháp trừng phạt mới. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng các thành viên của Liên Âu tại Bruxelles, Bỉ. Cho đến nay, Liên Âu đã có một số quyết định liên quan đến Hồng Kông như giới hạn việc xuất khẩu sang Hồng Kông các phương tiện có thể được sử dụng cho việc kiểm soát và đàn áp, cũng như thông qua một loạt biện pháp hỗ trợ xã hội dân sự Hồng Kông. Donald Trump vẫn tiếp tục trừng phạt Bắc Kinh, buộc Biden phải cứng rắn thêm với Trung Quốc trong thời gian tới. Và tại Hoa Kỳ vào hôm 7 tháng 12 năm 2020 cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 14 quan chức cấp cao trong Quốc hội Trung Quốc về tội làm suy yếu quyền tự chủ của Hồng Kông. Biện pháp này nằm trong một loạt các động thái cứng rắn của chính quyền Donald Trump nhắm vào quốc gia được coi là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ. Một quan điểm đang nhận được sự đồng thuận ngày càng tăng giữa ekip của Tổng thống mãn nhiệm và chính quyền tương lai của ông Biden. Theo các biện pháp trừng phạt mới, các phó chủ tịch Ủy ban Thường trực, Thường vụ Quốc hội và các thành viên của gia đình của họ sẽ không còn được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ, trong khi tài sản của họ nếu có ở Mỹ sẽ bị phong tỏa, quyền sử dụng hệ thống tài chính của Mỹ cũng sẽ bị chặn lại. Đây là hình ảnh bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu Hồng Kông và chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cảnh Bình. Từng được áp dụng đối với các quan chức Hồng Kông, đứng đầu là trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Các biện pháp này như vậy đã mở rộng ra để nhắm vào các quan chức tại Bắc Kinh, như để cho thấy sự đồng thuận rộng rãi trong chính giới Mỹ về quyết tâm chống Trung Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ hôm vừa qua cũng đã thông qua và nhất trí bỏ phiếu ủng hộ biện pháp đón nhận người dân Hồng Kông đến Hoa Kỳ trong thời hạn 5 năm với quyền được làm việc. Biện pháp này còn phải được Thượng viện thông qua để có hiệu lực. Trong những tháng gần đây, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gia tăng tấn công Trung Quốc, tố cáo vai trò của Bắc Kinh trong việc để cho đại dịch viêm phổi Vũ Hán lây lan, vi phạm quyền của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, quân sự hóa Biển Đông, cạnh tranh thương mại bất chính, đánh cắp tài sản trí tuệ hoặc thậm chí có thể hoạt động gián điệp ở Hoa Kỳ. Cũng hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 12, Washington cũng cắt bỏ các chương trình trao đổi văn hóa Trung Quốc tài trợ, gọi đó là công cụ tuyên truyền. Chiến dịch đối phó với Bắc Kinh do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dẫn đầu. Ông Pompeo đã xác định rõ ràng rằng gã khổng lồ châu Á là đối thủ chiến lược số 1 của Washington. Điều này đã được Giám đốc Tình báo Mỹ John Traffitt nhắc lại vào tuần trước trên một diễn đàn của nhật báo The Wall Street Journal và cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với nền dân chủ và tự do trên thế giới. Diễn đàn của ông John Traffitt, người do Tổng thống Donald Trump đề cử, đã được đón nhận với một sự đồng thuận hiếm có. Đây là hình ảnh ông John Traffitt, lãnh đạo và giám đốc tình báo Mỹ. Các lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của các ủy ban tình báo trong cả hai viện Quốc hội Hoa Kỳ đã đồng loạt ủng hộ cảnh báo của ông Traffitt, bất chấp giai đoạn chuyển giao quyền hành rất tế nhị ở Washington giữa một tổng thống đương nhiệm không chịu thừa nhận thất bại của mình và một tổng thống đắc cử đang muốn nhanh chóng lật sang trang mới trên nhiều hồ sơ. Có một dấu hiệu khác cho thấy khả năng chính quyền mới tại Washington sẽ tiếp tục chính sách đối đầu với Bắc Kinh của người tiền nhiệm. Mặc dù đối với Iran, một đối thủ khác của Hoa Kỳ, ông Biden cho biết sẵn sàng nhanh chóng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Tehran, đảo ngược hoàn toàn chính sách của nhà tỷ phú Đảng Cộng Hòa. Nhưng đối với Bắc Kinh, ông Biden đã khẳng định sẽ duy trì ít nhất là trong giai đoạn đầu các mức thuế do chính quyền mãn nhiệm đã đề ra nhằm gây áp lực đối với Trung Quốc. Trong cuộc chiến thương mại, diễn biến tại Mỹ đã khiến Trung Quốc lo ngại. Một tháng sau khi ứng viên Đảng Dân Chủ Biden được dự báo rằng sẽ thắng cử vào Nhà Trắng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào hôm 7 tháng 12 năm 2020 đã kêu gọi hình thành một quá trình chuyển đổi suôn sẻ để tái khởi động đối thoại và xây dựng lại lòng tin giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, hy vọng về sự hòa hợp trở lại có thể vấp phải thái độ ngày càng nghi kỵ của một tầng lớp chính trị Mỹ đến từ mọi xu hướng. Và Trung Quốc đã phản ứng mạnh sau khi Mỹ tung đòn trừng phạt. Đây là hình ảnh bà Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều ngày 8 tháng 12, người phát ngôn Hoa Xuân Ánh khẳng định động thái trừng phạt 14 phó ủy viên thường trực Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc là hành vi can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc.
người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng động thái của Mỹ cũng vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây tổn hại đến quan hệ Trung-Mỹ. Bà Hoa Xuân Ánh cũng nhấn mạnh vấn đề Hồng Kông là công việc nội bộ của Trung Quốc. Mỹ không có bất kỳ trách nhiệm và cách nào để can thiệp. Việc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc căn cứ vào Hiến pháp Trung Quốc để xây dựng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, thúc đẩy việc quản lý tình hình Hồng Kông, chấn áp các phần tử tội phạm hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh cũng yêu cầu Mỹ hủy ngay quyết định sai lầm, dừng ngay việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời cảnh báo nước này sẽ có những biện pháp đáp trả thích đáng để bảo vệ lợi ích phát triển và an ninh của bản thân. Bà nói, thời gian gần đây, Mỹ viện cớ bảo vệ tự chủ, nhân quyền và dân chủ tại Hồng Kông thông qua nhiều biện pháp khác nhau can thiệp vào vấn đề Hồng Kông, ủng hộ các hành vi bạo lực chia rẽ quốc gia, gây rối trật tự xã hội, bây giờ lại ngang nhiên tiến hành cái gọi là trừng phạt đối với 14 phó ủy ban viên thường trực thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, cho thấy ý đồ xấu của Mỹ trong việc can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, gây nhiễu loạn tình hình Hồng Kông, ngăn cản sự phát triển và ổn định của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Ánh đã kết luận như vậy. Dư luận cho rằng động thái trừng phạt của Mỹ đối với quan chức Trung Quốc trước thời điểm chuyển giao quyền lực tổng thống sẽ khiến cho quan hệ giữa Trung và Mỹ tiếp tục có diễn biến phức tạp và khó lường. Mặc dù thời gian gần đây Trung Quốc liên tục truyền tải nhiều tín hiệu tới ekip của Tổng thống đắc cử Biden về mong muốn định vị lại quan hệ Trung và Mỹ. Tuy nhiên, với những động thái của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, dường như di sản cứng rắn trong chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ khó bị thay đổi trong thời gian ngắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 12 năm 2020 với bản tin Tiễu trừ Cộng sản, Mỹ cấm cửa 14 quan chức cấp cao Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.